Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Công Trình. Và trong cái buổi ngày hôm nay tôi sẽ xin chia sẻ đó là những cái nhân tố ảnh hưởng đến đường huyết của chúng ta. Khi nào đường huyết của chúng ta tăng cao, chúng ta sử dụng thực phẩm nào, chúng ta sử dụng thức uống nào nó sẽ tăng cao lên, đúng không? Trong trường hợp nào nó sẽ tăng cao. Ok, bây giờ chúng ta vào nào. Cái điều đầu tiên đó là khi chúng ta sử dụng đường tinh chế kèm theo chất bảo quản, ví dụ như là thì lúc này đường nó sẽ ở trong cái dạ dày của các bạn, đúng không? Và đường huyết nó sẽ tăng cao lên, dẫn đến nhiều biến chứng. Điều này không có nghĩa là đường nó làm tăng lượng đường trong máu của bạn đâu. Các bạn có hiểu không? Đường nó không làm tăng lượng đường trong máu của các bạn đâu. Nhưng có rất nhiều nguyên do, ví dụ như là khi chúng ta uống cà phê. Đấy, cà phê nó là chất gây nghiện, chúng ta biết rồi. Thì nhân tố ảnh hưởng đầu tiên là chất gây nghiện, caffeine. Nếu chúng ta không dùng đường tinh luyện bỏ vào trong cà phê thì đó chính là một điều khôn ngoan. Tại vì sao vậy? Tại vì khi mà chúng ta bỏ đường tinh luyện vào kèm với chất cà phê thì nó sẽ làm tăng lượng đường huyết của chúng ta lên. Mà bản chất của cà phê, bản chất của chất cà phê này thì nó sẽ làm tăng lượng đường huyết của các bạn lên. Nhưng mà bằng cách nào nó xảy ra cái điều này, đúng không? Các bạn có thắc mắc bằng cách nào nó xảy ra được điều này không? Đấy, đó là nếu như các bạn sử dụng caffeine chỉ sau 1 giờ đồng hồ thôi thì là đường huyết của các bạn đã tăng vọt lên rồi. Đấy, vậy thì đường huyết tăng cao lên là do caffeine có trong cốc cà phê và nó uống chỉ sau 1 giờ đồng hồ đổ lại. Đấy, lúc này ấy, caffeine của các bạn nó sẽ ở trong gan và gan nó sẽ tích trữ caffeine và caffeine nó sẽ chỉ thị cho gan rằng là mày hãy làm tăng cao cái lượng đường huyết lên. Đấy, và lượng đường huyết trong trong người của các bạn sẽ tăng cao lên. Đấy, đơn giản chỉ là thế thôi. Do vậy những cái bệnh nhân mà bị tiểu đường ấy thì sẽ được khuyến cáo là gì? Là không nên uống cà phê hay là cho đường vào caffeine. Ok, cái nguyên nhân thứ hai, đây là một nguyên nhân quan trọng mà các bạn cần phải nhớ. Đó là theo quan điểm của bác sĩ thì bệnh nhân cần phải tránh xa đường. Điều đó có đúng hay không? Đúng một phần. Đó là đúng trong trường hợp chúng ta tránh xa đường tinh luyện và không đúng trong trường hợp chúng ta dùng đường đó là đường tự nhiên, đó là xoài, đường có trong xoài, có trong nho, có trong hoa quả, thực phẩm, đúng không? Nhưng có rất nhiều cái thực phẩm không có một chút đường nào cả. Chúng ta để ý nhé, không có một thực phẩm không có một chút đường nào cả, nhưng mà nó vẫn ảnh hưởng đến đường huyết của các bạn. Đấy, đó là những thực phẩm có chứa chất béo, đó là những thực phẩm đồ ăn chiên, đó là những cái miếng phô mai, đó là những thực phẩm đồ ăn có nhiều chất béo, chất mỡ động vật. Đấy, những thực phẩm này thì có xu hướng làm gia tăng đường huyết. Và vào ngay cái thời điểm mà bạn ăn ấy, những chất béo này ấy, thì nó vẫn chưa có ảnh hưởng gì đâu. Bạn về bạn lấy thiết bị bạn đo đường huyết của bạn thì bạn thấy nó bình thường. Nhưng mà chỉ sau 6 giờ đồng hồ hoặc là 10 giờ đồng hồ tiếp theo thì bạn sẽ nhận thấy rằng là đường huyết của các bạn sẽ tăng lên. Bởi vì đường lúc này nó sẽ len lỏi vào bên trong máu. Lúc này nó mới bắt đầu len lỏi. Nhớ nhá, sau 6 hoặc 10 giờ đồng hồ sau khi các bạn ăn các thực phẩm mà có chứa chất béo. Đấy, như vậy thì chất béo nó là một cái thực phẩm có chứa nó đóng góp vào việc là làm gia tăng đường huyết. Và nó làm gia tăng mức đường huyết tăng lên trong khoảng là từ 25 cho đến 50%. Nhớ nhá, 25 đến 50%. Một con số rất đáng để chúng ta lo ngại. Nhân tố ảnh hưởng tiếp theo đó là nhân tố thứ ba, nhân tố căng thẳng, nhân tố stress. Khi bạn gặp căng thẳng thì bạn sẽ có xu hướng là làm gia tăng đường huyết. Ok, bạn sẽ làm gia tăng đường huyết nếu như bạn stress. Khi mà bạn gặp thất vọng, bạn gặp buồn phiền, bạn gặp tức giận, bạn gặp căng thẳng, bạn sẽ sinh ra những cái suy nghĩ tiêu cực. Những suy nghĩ tiêu cực này nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái nhà máy sản xuất insulin của các bạn. Đấy, và tuyến tụy lúc này nó lại sẽ làm việc chậm hoặc nó sẽ làm giảm sản lượng đi.
nghĩa là nó sản xuất ra ít hơn so với mức bình thường. Do vậy đường huyết lúc này nó sẽ tăng cao lên. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết rằng này, đường đi vào tế bào thì nó cần cái chìa khóa. Ok, cần chìa khóa. Các bạn hiểu không? Nó cần chìa khóa để mở cửa. Ok. Insulin chính là chìa khóa. Đấy. Và nếu như cái nhà máy sản xuất insulin nó không còn hoạt động, hoặc nó giảm năng lượng, nó giảm sản lượng, giảm năng suất, thì đường đi tự do vào trong thành mạch máu, đường đi tự do vào trong thành mạch máu nó sẽ trở nên rất là rộng mở. Như vậy đường huyết của các bạn sẽ tăng rất là cao. Còn một điều quan trọng nữa này, là căng thẳng nó sẽ làm bơi tự do trong lòng mạch máu, bơi tự do trong lòng mạch máu. Kết quả là bất cứ khi nào bạn căng thẳng thì đó chính là cơ hội để cho đường huyết tăng cao lên đến 50%. 50%, các bạn thấy kinh khủng không? Cái mức độ đường trong cơ thể của các bạn tăng 50% mức độ đường trong cơ thể của các bạn. Do vậy bạn phải buông bỏ stress nếu như bạn không muốn lượng đường huyết của mình tăng cao, dẫn đến việc bạn bị tiểu đường lâu dài. Yếu tố tiếp theo là yếu tố nhiễm trùng. Đấy, đây là cái yếu tố cuối cùng mà tôi nói này. Khi bạn bị nhiễm khuẩn, nhiễm virus hoặc là nhiễm trùng, hay thậm chí là bạn bị sốt chẳng hạn. Đấy, thì khi xảy ra cái hiện tượng trên thì cơ thể của bạn sẽ có khuynh hướng là làm tăng lượng đường huyết lên đến 25% hoặc là 30% hơn so với mức bình thường. Nhớ trong khoảng 25-30%. Đấy. Điều này nó không được liệt vào cái trường hợp mà bạn bị tiểu đường. Tại sao vậy? Đấy. Nếu như một ngày nào đó bạn bị sốt chẳng hạn, hay là bạn bị nhiễm khuẩn, và khi cơn sốt qua đi thì nó như thế nào? Thì mức đường huyết của các bạn sẽ không tăng cao lên 30% đâu. Mà ngay sau khi bạn bớt sốt, bạn bớt nhiễm khuẩn, hoặc là bạn hết nhiễm trùng rồi, ok, thì lúc này đường huyết của các bạn sẽ giảm xuống. Đặc biệt là khi trường hợp chúng ta bị virus. Đấy, virus nó tấn công chẳng hạn. Thì virus nó không làm ảnh hưởng đến máu đâu, mà nó sẽ trốn trong cái tế bào máu đấy. Đấy. Và nó trốn trong tế bào thì nó sẽ sử dụng cái cơ chế của tế bào để điều khiển tế bào đấy. Đấy. Và nó nhân đôi tế bào để tấn công cơ thể của chúng ta. Và lúc này hệ miễn dịch của chúng ta nó sẽ rất thông minh. Nó biết rằng trong suốt giai đoạn này cơ thể sẽ quy định là nó không gửi đường vào trong tế bào đó nữa. Tại vì sao? Bởi vì lúc này nếu mà virus nó trốn trong tế bào mà chúng ta gửi đường vào, thì vô tình cái con virus đó nó sẽ có chất dinh dưỡng để nó nhân đôi lên, để nó tấn công cơ thể chúng ta một cách mãnh liệt hơn, đúng không? Vậy nên trong suốt cái thời gian đó tế bào sẽ có rất ít đường, và bởi vậy lượng đường trong máu của chúng ta sẽ tăng cao lên. Mà đây không phải là hiện tượng tiểu đường, nhắc lại nhé. Nếu bạn virus, vi khuẩn, sốt thì đó không phải là bị tiểu đường đâu. Đó chỉ là mức đường huyết bình thường khi mà bạn bị sốt, bạn bị virus mà thôi, đúng không? Nó chỉ được coi là cái lượng đường huyết tăng cao tạm thời. Đấy. Và lượng đường huyết trong trường hợp này nó không gây hại gì trong cơ thể của chúng ta cả. Và điều đó có nghĩa là bạn không bị tiểu đường. Và có rất nhiều bác sĩ nhá, khi mà bạn bị sốt hoặc là bạn bị nhiễm khuẩn nào đó, họ đo thấy đường huyết của các bạn tăng cao, thế là bạn họ chưa có kinh nghiệm nhá, thì họ sẽ đề nghị là tiêm insulin. Nhưng thực sự đó là sai lầm, đó không phải là bị tiểu đường đâu. Đó đơn giản chỉ là bạn nhiễm khuẩn và lượng đường huyết của bạn nó tăng cao hơn so với mức bình thường thôi. Sau khi nó hết thì nó sẽ giảm xuống thôi. Đấy. Và đó là tất cả những cái điều mà mình chia sẻ, và mình sẽ chia sẻ ở trong cái video tiếp theo nữa.